Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau mục điểm tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiến thuật cổ điển của Nga trong trận đánh tại làng Robotino Ông Putin nói Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga. Tổng thống Putin, tình trạng trung lập của Ukraine rất quan trọng với Nga. Tổng thống Putin thăm Trung Quốc Tổng thống Nga đặt ra điều kiện đàm phán với Ukraine Ukraine đối mặt với thách thức lớn chưa từng có trong cuộc chiến với Nga. Mặt trận Dobrotino-Verbovi chỉ có chính diện 5 km, địa hình chiến đấu quá khó khăn, trong khi quân Nga bố trí đội hình chờ quân Ukraine tấn công. Trong khi đó thái độ hoài nghi của phương Tây ngày càng cao. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine lên tới đỉnh điểm như hiện nay, cả Nga và Ukraine đều rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực quân sự. Do đó, Ukraine chủ yếu đo lường thành tích của mình bằng cách kiểm soát các ngôi làng nhỏ, còn Nga thì cố gắng tiêu hao quân số, vũ khí của Ukraine càng nhiều càng tốt. Tờ Sina của Trung Quốc cho hay, sau khi quân Ukraine tốn nhiều công sức đánh chiếm làng Robotino có tầm quan trọng chiến lược, họ đã tận dụng chiến thắng và ngay lập tức mở cuộc tấn công vào hai cứ điểm Verbovi và Navo Prokopika là tuyến phòng thủ đầu tiên trong khu vực của quân đội Nga nga tuyên bố rằng cuộc tấn công của ukraina là thất bại bề ngoài tưởng chừng như đã chọc thủng tuyến phòng thủ ban đầu nhưng thực tế quân ukraina không tiến sâu vào điểm tập trung của quân nga không chỉ vậy sự thất bại của quân ukraina còn sẽ khơi dậy khả năng chiến đấu của quân đội nga và tăng thêm sức tấn công các hoạt động quân sự của ukraina tại các khu vực trên được xác nhận là ngoài tầm kiểm soát theo thông tin, tổng cộng 40.000 quân Ukraine đã được triển khai trên một mặt trận có diện tích chưa đầy 5 km vuông ở Rabotino. Điều này chắc chắn đã tạo cơ hội lớn cho quân đội Nga tiến hành một cuộc bao vây. Bắt đầu từ trung tuần tháng 9, Nga bắt đầu tấn công chớp nhoáng dưới sự yểm trợ của hàng trăm cụm thiết giáp. Một số lượng lớn quân tấn công quân Ukraine theo nhiều hướng. Trận đánh tiếp tục từ phía bắc Verbovi đến phía tây bắc Rabotino và 40.000 quân Ukraine đã bị hỏa lực mạnh của Nga áp chế. Theo thông tin từ chiến trường được các nhà báo Nga đưa tin, giao tranh kéo dài suốt đêm và không dừng lại cho đến trưa ngày hôm sau. Quân Nga tiến hơn 1,5 km về phía Tây. Điều nguy hiểm là vào thời điểm này, quân Nga đã bám sát phía sau cuộc tiến quân về phía Nam và có khả năng cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng nếu quân Nga tiến lên thực hiện hợp vây, rất có thể quân Ukraine sẽ hoàn toàn rơi vào đội hình bỏ túi do quân đội Nga triển khai. Dưới sự tấn công quyết liệt của quân đội Ukraine, mặc dù quân Nga đã rút khỏi làng Robotino, nhưng một lượng lớn mìn đã được gài lại trong các khu rừng gần đó từ trước và với mật độ lớn hơn. Quan trọng hơn là Robotino cũng chỉ là một trong những địa điểm mà quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào quân đội Ukraine. Được biết, chỉ trong thời gian ngắn, các sư đoàn đổ bộ đường không số 76 và số 7 của Nga đều đã có mặt tại chiến trường Japorizhia. Sự xuất hiện của những sư đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng này là một thách thức lớn đối với quân đội Ukraine vốn đang bị bao vây bởi mọi thứ. Một số phương tiện truyền thống nước ngoài cho biết sau khi sự cố Wagner được giải quyết một cách bất ngờ, ngoài số lượng lớn lính đánh thuê quay trở lại chiến trường ở Ukraine, quân từ Cộng hòa Chechnya cũng tăng tốc tập kết ở miền nam nước Nga và tiến vào chiến trường. Có thể thấy quân đội Nga cũng đang tăng cường khả năng đáp trả các cuộc phản công của Ukraine. Trong đội hình bỏ túi đã được bố trí trước, nếu quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tới, họ sẽ ngay lập tức bị quân Nga bao vây và tấn công. Vào thời điểm quan trọng này, tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng tình hình thực tế không tốt vì thời tiết xấu sắp tới sẽ gây ra trở ngại lớn trong hoạt động chiến đấu của quân đội Ukraine. Tướng Mark Milley cũng cho rằng quân đội Ukraine chỉ còn 30 đến 45 ngày để tiến hành phản công. Nếu không thành công, những cơn mưa mùa thu và giá lạnh mùa đông sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường rất nhiều. Nói cách khác, từ góc độ của phương Tây và Mỹ quân đội Ukraine khó có thể giành được chiến thắng trong năm nay. Ngoài ra, trong nửa năm qua, Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ vững chắc bằng hệ thống công sự và trận địa phòng ngự liên hoàn hiểm hóc, đặt nền móng cho việc đánh bại cuộc phản công sau đó của quân đội Ukraine. Nhưng giới chức ép tin rằng với ý chí quyết tâm, quân đội Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công thành công. Tuy nhiên, họ đã gặp phải nhiều thách thức trong lúc phản công. Các bãi mìn chết chóc, các công sự rộng lớn và sức mạnh không quân của Nga đã ngăn chặn đáng kể bước tiến của quân đội Ukraine. Khả năng Ukraine đạt được bước đột phá quy mô lớn trong năm nay giảm dần đã làm tăng viễn cảnh đáng lo ngại cho Mỹ và các đồng minh về một cuộc xung đột kéo dài khi cuộc chiến đòi hỏi một lượng vũ khí lớn hiện đại và binh sĩ được huấn luyện nhiều hơn để mang lại cho Kiev cơ hội chiến thắng. Sự do dự của Mỹ trái ngược với quan điểm đang thay đổi ở châu Âu nơi nhiều nhà lãnh đạo trong những tháng gần đây tin rằng Ukraine cần giành ưu thế trong cuộc xung đột để đảm bảo an ninh cho lục địa già. Tuy nhiên, hiện tại nhiều nước châu Âu thiếu nguồn lực đủ để cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết nhằm giành lại phần lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng khó có thể tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Ukraine nếu họ nhìn thấy sự do dự từ Mỹ. Tình báo Ukraine và phương Tây cho rằng Nga dường như đang giành thế chủ động trên chiến trường, tuy nhiên chưa thể tấn công các vị trí của Ukraine lực lượng của Nga vẫn đủ sức mạnh cùng với hệ thống công sự, trận địa phòng ngự vững chắc và số lượng lớn máy bay, cản bước tiến của quân đội Ukraine. Học thuyết quân sự phương Tây cho rằng, để tấn công một hệ thống phòng thủ của đối phương, lực lượng tấn công ít nhất phải gấp 3 lần quân số của đối phương và sử dụng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng không quân và bộ binh. Trong khi đó, quân đội Ukraine lại thiếu số lượng lớn binh sĩ, không có quân, thiếu hỏa lực pháo binh để có thể thực hiện như chiến thuật của phương Tây. Ông Putin cho hay Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga sau nhiều tháng phản công, nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng đối thoại hòa bình với Kiev. Ông Putin nói Ukraine chịu thương vong gấp 8 lần Nga. Chiến dịch phản công được Ukraine tiến hành liên tục từ ngày 4 tháng 6, nhưng đến nay không đạt được kết quả nào. Họ hứng chịu thiệt hại khổng lồ, với tỷ lệ thương vong gấp 8 lần lực lượng Nga, Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn. Tổng thống Nga không nói rõ mức độ thương vong của cả hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó vào hôm 26 tháng 9 cho hay quân đội Ukraine đã mất hơn 83.000 binh sĩ và 10.300 đơn vị vũ khí sau 4 tháng phản công, nhưng không công bố tổn thất của Nga. Trả lời truyền thông Trung Quốc, ông Putin nói rằng xung đột Ukraine bắt đầu từ năm 2014, cáo buộc các nước phương Tây thúc đẩy cách mạng màu nhằm thay đổi chính phủ tại Kiev. Ukraine năm 2014 chứng kiến phong trào biểu tình quy mô lớn lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych đề cập đến xung đột hiện nay ông putin cho rằng thảo luận về hòa bình là bất khả thi do tổng thống ukraine zelensky đã ký xác lệnh cấm đàm phán với nga để bắt đầu đối thoại phía ukraine cần hủy bỏ xác lệnh đó và thể hiện mong muốn sẵn sàng đàm phán nga luôn sẵn sàng và đã xem xét những đề xuất do đối tác trung quốc đưa ra ông nói thêm Tổng thống Putin trước đó tuyên bố chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã thất bại hoàn toàn và quân đội Nga đang chuyển sang chiến thuật phòng thủ chủ động, liên tục củng cố và cải thiện vị trí trên toàn chiến tuyến. Theo phân tích từ phương Tây, Nga hiện kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine và cuộc phản công kéo dài 4 tháng qua của Kiev hầu như không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Quân đội Ukraine gặp khó khăn trong nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Nga, vốn được bảo vệ bởi các bãi mìn dày đặc, hệ thống công sự và hàng nghìn binh sĩ bổ sung. Trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào hôm 31 tháng 10, đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã kết thúc. Quan chức Nga cũng khẳng định nước này không chỉ đối đầu với lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn với bộ máy quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng của các nước NATO. Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thừa nhận chiến dịch phản công quy mô lớn không diễn ra theo đúng kế hoạch, dù nhiều lần tuyên bố Ukraine có cơ hội kết thúc xung đột. Trước cuối năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky tháng trước thừa nhận cuộc phản công chậm lại do Nga chiếm ưu thế trên không, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây không cung cấp đủ khí tài cần thiết cho chiến dịch. Chúng tôi nghĩ rằng an ninh của một quốc gia không thể được xây dựng dựa trên sự tổn hại của an ninh các quốc gia khác khái niệm an ninh cần phải giống nhau đối với tất cả mọi người do đó điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là ukraina đứng ngoài bất kỳ khối nào lãnh đạo nga cho biết ông cũng nhấn mạnh nga có quyền đảm bảo an ninh của mình giống như bất kỳ quốc gia nào khác chúng tôi tin rằng tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đặt ra những mối đe dọa đối với chúng tôi thông qua ukraina và chúng tôi muốn những lo ngại của mình được lắng nghe Ông Putin nhắc lại vào năm 1991, chính quyền Mỹ khi đó đã hứa rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Kể từ đó đã có 5 làn sóng mở rộng NATO và lần nào chúng tôi cũng bày tỏ mối quan ngại của mình. Tổng thống Nga cho biết chiến dịch phản công của Ukraine khai mạc từ ngày 4 tháng 6 đến nay vẫn chưa đạt được thành quả gì, thậm chí còn gây ra tổn thất lớn. Trước đó một ngày, ông Putin chỉ ra rằng cuộc phản công của Ukraine đã hoàn toàn thất bại, dù Kiev đang lên kế hoạch tiến hành thêm các hoạt động tấn công ở một số khu vực ông cho biết các lực lượng nga đang tiến hành phòng thủ chủ động cải thiện vị trí của họ dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến bao gồm cả các khu vực kupian japorohi và adejevka phía ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này chúng tôi rất biết ơn những người bạn trung quốc vì đã cố gắng tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng này ông putin nói chúng tôi đánh giá cao những đề xuất đó chúng tôi nghĩ hoàn toàn thực tế và có thể đặt nền tảng cho các thỏa thuận hòa bình tuy nhiên theo ông putin ukraine không muốn tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào vì vậy, chính Kiev mới là bên cần phải tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi đã sẵn sàng, kể cả trên cơ sở đề xuất của Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh. Vào hồi tháng 2 năm 2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra đề xuất 12 điểm về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đề xuất bao gồm kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, trao đổi tù binh chiến tranh giữa Moscow và Kiev, cũng như từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương mà không có quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc gọi các cuộc đàm phán là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, kêu gọi tất cả các bên giúp Moscow và Kiev tiến về phía nhau, nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt. Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc ngày 17 tháng 10 dự hội nghị về diễn đàn vành đai con đường. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn sáng kiến Vành đai Con đường vào hôm 18 tháng 10. Diễn đàn Vành đai Con đường được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10. Trung Quốc sẽ chào đón đại diện của 130 quốc gia tham dự diễn đàn này. Tháng trước, Trung Quốc xác nhận đại diện của khoảng 90 quốc gia sẽ tham dự sự kiện này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng. Sau đó, ông sẽ tổ chức một bữa tiệc và các sự kiện song phương với các khách mời. Sự kiện sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khuôn khổ vành đai con đường. Diễn đàn vành đai con đường diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas bùng phát. Xung đột Hamas-Israel đã khiến khoảng 1.400 người tại Israel thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Tại giải Gaza, hơn 2.800 người thiệt mạng và gần 11.000 người bị thương. Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng trước, Tổng thống Nga Putin ca ngợi cuộc gặp gần đây nhất với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào tháng 3 là cực kỳ thành công và đột phá, nhấn mạnh điều đó tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Sáng kiến vành đai con đường lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình công bố vào năm 2013 với mục tiêu là thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư ở Trung Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu và các nơi khác. Hơn 150 quốc gia và tổ chức đã tham gia vào sáng kiến này, vào hồi tháng 2 năm ngoái, Nga và Trung Quốc đồng ý về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định sức mạnh mối quan hệ với kim ngạch thương mại song phương gia tăng. Ông Putin đến thăm Trung Quốc lần gần đây nhất vào tháng 2 năm 2022 khi ông tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông ở Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, hai bên tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn ông Tập Cận Bình cũng đã tới Moscow trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 3 năm nay. Hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc ca ngợi kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương và thảo luận về những đề xuất của Bắc Kinh nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga đặt ra điều kiện đàm phán với Ukraine. Tổng thống Nga Putin ra điều kiện nếu Ukraine muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, thì Kiev cần hủy bỏ xác lệnh cấm đàm phán và tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Moscow. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine đã ban hành xác lệnh cấm các cuộc đàm phán với chúng tôi. Làm sao bạn có thể thương lượng nếu họ không muốn? Và ngay cả khi họ đã ban hành các văn bản, quy định cấm các cuộc đàm phán này. Tổng thống Putin còn nêu nguyên nhân dẫn đến leo thang xung đột ở Ukraine là do Mỹ bắt đầu lôi kéo Kiev vào NATO. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng nước này đã làm tất cả để theo đuổi con đường hướng tới việc giải quyết xung đột. Vậy mà không, ngay cả điều đó họ cũng không được người ta cho phép. Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo Ukraine cuối cùng chỉ tuyên bố rằng họ không thích bản thỏa thuận Minsk đó và sẽ không thực hiện chúng. Tổng thống Putin nói thêm, ông nhắc lại rằng Ukraine thành lập dựa trên tuyên ngôn độc lập. Mà luận điểm chính của bản tuyên bố độc lập ấy quy định Ukraine là một quốc gia trung lập. Nhưng không, ngay từ năm 2008, vì một lý do nào đó, khi chưa hề có khoản tín dụng nào cả, họ đã tuyên bố rằng Ukraine được chào đón gia nhập NATO để làm gì? cho đến giờ vẫn không ai hiểu được. Và thế là từ năm này sang năm khác, từ tuần nọ qua năm kia, tình hình ngày càng nóng lên, ông Putin nhận xét. Ông cũng chỉ trích việc mở rộng NATO. Chúng tôi đã được chính quyền Mỹ lúc đó thông báo rằng năm 1999, họ sẽ không mở rộng NATO về phía đông. Sau đó diễn ra 5 đợt mở rộng và mỗi lần đó chúng tôi đều bày tỏ quan ngại của mình. Lần nào họ cũng nói với chúng tôi, à, đúng thế, Chúng tôi đã hứa với các vị là không mở rộng NATO về phía đông. Nhưng đó là lời hứa miệng, những giấy tờ có chữ ký của chúng tôi đâu. Không có giấy tờ phải không? Vậy thì thôi, xin tạm biệt. Các bạn thấy đấy, rất khó tiến hành đối thoại với những người như vậy. Tổng thống Putin khẳng định, cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Putin nói rằng những sai lầm ở Ukraine năm 2014 cần được sửa chữa không phải thông qua các chiến binh mà phải thông qua các thủ tục dân chủ. Nhưng phương Tây đã triển khai hoạt động quân sự thông qua bàn tay Kiev. Ông nói, chiến thuật bắt đầu ở Ukraine không phải từ chiến dịch quân sự của chúng tôi mà sớm hơn nhiều. Vào năm 2014, khi các nước phương Tây đóng vai trò là thế lực đảm bảo cho các thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine Yanukovych và phe đối lập chỉ vài ngày sau đã quên hết những lời đảm bảo của họ theo đúng nghĩa đen. Hơn nữa, họ đã thúc đẩy cuộc đảo chính ở Ukraine. Ukraine đối mặt với thách thức lớn chưa từng có trong cuộc chiến với Nga. Kiev đang lo ngại nguồn viện trợ quân sự của phương Tây có thể bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột Hamas-Israel, việc Hạ viện Mỹ không thông qua gói viện trợ mới, cũng như sự chia rẽ tại châu Âu. Lo ngại phương Tây sẽ bị phân tâm bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, Tổng thống Zelensky vừa qua đã đích thân đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles để kêu gọi viện trợ thêm hệ thống phòng không, pháo và đạn dược nhằm giúp Kiev vượt qua mùa đông thứ hai trong cuộc chiến với Nga. Giới chức Mỹ và NATO gần đây đã cam kết sẽ sớm thực hiện khói hỗ trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD cho Kiev. Tuy nhiên, trước khi xảy ra cuộc xung đột Israel, Hamas vào cuối tuần trước đã có những lo ngại rằng sự hỗ trợ quân sự của châu Âu và Mỹ dành cho Ukraine để đối phó với Nga bắt đầu suy giảm vì những bất đồng trong nội bộ Washington và hạn chế về ngân sách. Lo ngại về dòng chảy viện trợ từ chính quyền Tổng thống Joe Biden bùng lên khi khoản tài trợ mới cho Ukraine đã bị tạm dừng do một phần của thỏa thuận ngân sách giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Bên cạnh đó, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới của cựu Tổng thống Donald Trump đang làm lung lay niềm tin rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quy mô lớn cho Ukraine. Ngoài ra, việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng là một vấn đề gây chia rẽ tại châu Âu. Cuộc bầu cử vào hôm 30 tháng 9 vừa qua, cử tri Slovakia đã trao cơ hội giành chiến thắng cho ông Robert Fico, cựu thủ tướng có quan điểm thân Nga. Cuộc tổng tuyển cử căng thẳng tại Ba Lan, một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, cũng có thể gây quan ngại mới cho Kiev. Đây được xem là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại Ba Lan kể từ năm 1989, đồng thời sẽ tạo ra sự thay đổi lớn đối với các quyết định tiếp theo về chính sách đối ngoại với Ukraine và châu Âu. Tại Đức, phe cực hữu phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào hôm 8 tháng 10. Bà Jasko, thành viên Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Ukraine, nói với tờ New York Times, chúng tôi hết sức bi quan về duy trì năng lực quân sự trong việc đối phó với nga vào mùa đông sắp tới ukraine đang gặp rất nhiều thách thức về sản xuất vũ khí và đảm bảo cơ sở hạ tầng an ninh theo cựu tổng thống estonia thomas hendrik ives sự ủng hộ của lưỡng đảng của mỹ dành cho ukraine dường như đang suy yếu trong khi đó các quan chức cấp cao eu mới đây đã cam kết ủng hộ kiên định cho ukraine nhưng cảnh báo rằng khối này sẽ không thể lấp đầy khoảng trống tài trợ mà mỹ để lại chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều hơn cho ukraina nhưng chắc chắn châu âu không thể thay thế mỹ ông joseph borrell người đứng đầu chính sách đối ngoại của eu phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị châu âu ở tây ban nha cùng ngày tổng thống nga putin tuyên bố quân đội ukraina không thể hoạt động quá một tuần nếu không có viện trợ của phương tây phương Tây đang cạn kiệt nguồn lực hỗ trợ cho Ukraine. Theo tờ New York Times, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết gửi thêm hệ thống phòng không để Ukraine đối phó nếu Nga phát động chiến dịch không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông năm nay. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Hà Lan Rutte cho biết nước này sẽ hỗ trợ Kiev hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, cam kết hồi tháng 3 của EU về việc hỗ trợ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine khó có thể thực hiện trong năm nay, khi các nước châu Âu mới gửi được khoảng 250.000 quả đạn từ kho dự trữ. Số đạn pháo này chỉ đủ cho lực lượng quân đội Ukraine sử dụng trong vòng hơn một tháng. Trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Warsaw gần đây, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO nói rằng ngành công nghiệp quân sự châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu và cần phải tăng tốc sản xuất đạn pháo. Chúng tôi buộc phải huy động số đạn pháo từ kho dự trữ vốn đang ở mức thấp của các nước châu Âu để hỗ trợ Ukraine và lượng dự trữ đang dần cạn kiệt. Ông Bauer nói, một quan chức cấp cao của NATO cho biết giới chức Ukraine tỏ ra bi quan khi nhận định những tháng mùa đông lạnh giá sắp tới sẽ là một thách thức lớn nhất đối với Ukraine. Kiev đã phát động một cuộc phản công trong mùa hè trong nỗ lực giành lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông song cho đến nay vẫn chưa tạo được bước đột phá lớn nào trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Một số chuyên gia nhận định rằng Kiev cũng lo ngại về khả năng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ kêu gọi nước này tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn với Nga vào mùa hè năm 2024 trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi thông tin từ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại